Trong lab này chúng ta chuyển sang phần tiếp theo trong trí xác. Tức là những cái phần mà thầy nốt ở đây là những cái phần mà chúng ta cũng sẽ thường xuyên sử dụng trong các cái ngôn ngữ tiếp sau mà chúng ta học. Sau này có thể cũng áp dụng cho NetCore hoặc là ASP.NET MVC. Các bạn học Windows Form cũng thế. Hay nói cái khác thì những cái phần được liệt kê ở đây thì không thể thiếu được trong hầu hết là các ứng dụng mà chúng ta code. Một cái phần nữa chúng ta làm việc với khái niệm về namespace và các cái exception. Một số các cái khái niệm liên quan đến namespace, khái niệm về exception handling, các lớp exception và cách chúng ta xử lý áp dụng nó cũng như là tạo ra những cái ngoại lệ của ứng dụng. Thì thứ nhất thì chúng ta quan tâm đến cái khái niệm về namespace. Nó là một thành phần của chương trình C#. Hay nói một cách khác thì trong công nghệ .NET thì chúng ta gọi nó là namespace. Ở trong công nghệ Java thì chúng ta gọi nó là các package. Ở trong mã nguồn mở PHP chúng ta cũng có cái khái niệm tương tự namespace. Đúng không ạ? Thực tế thì nó giúp cho chúng ta việc quản lý các class, interface, các struct một cách nó rõ ràng tường minh hơn. Tránh các cái tình trạng về trùng lặp tên. Rõ ràng là chúng ta không thể đặt trong cùng object, chúng ta không thể đặt hai class trùng tên. Nhưng nếu chúng ta phân chia nó ra các cái namespace khác nhau, các không gian khác nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt trùng tên. Ví dụ ở đây chúng ta mô tả một cái ứng dụng nào đó mà có liên quan đến việc quản lý các cái thành phố của các quốc gia khác nhau chẳng hạn, ví dụ Italia, ví dụ như là Mỹ. Thì rõ ràng là chúng ta xây dựng cái class về thành phố thì bạn sẽ thấy là có hai cái nó trùng tên, ví dụ như là Venice ở Ý cũng có mà ở Australia ở Mỹ cũng có. Như vậy nếu chúng ta xây dựng tất cả các lớp này trong cùng một cái ứng dụng thì nó sẽ xảy ra khái niệm là trùng tên, thì nó sẽ không xử lý được. Nhưng nếu chúng ta đặt trên các cái namespace khác nhau thì vẫn ok, đúng không nhỉ? Đấy. Đấy là cái thành phần mà chúng ta chú ý đến khi mà ta sử dụng cái namespace với mục tiêu nó như vậy. Đặc điểm namespace thì nó cung cấp chúng ta cái cấu trúc thứ bậc, ngay như bản thân chúng ta nhìn thấy ở trong cấu trúc của Explorer cũng vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng mỗi một cái thư mục nó gọi là một namespace chẳng hạn, bên trong đấy chúng ta có các thư mục con. Thì trong cái công nghệ .NET thì chúng ta cũng tương tự, cũng cho phép chúng ta là thêm nhiều class, struct, enumeration, delegate hay là interface trong mỗi một cái namespace ta được khai báo, đúng không ạ? Cho phép sử dụng nhiều class với cùng tên bằng cách chúng ta tạo chúng với các cái namespace khác nhau, tạo nên một hệ thống có các cái thành phần và chúng ta có thể tách rời ra. Hay nói khác là trong chúng ta có thể lập trình hướng mô đun hóa xây dựng các cái ứng dụng mà nó từng mô đun một. Ví dụ như là chúng ta phát triển các cái hệ thống số hóa, các cái giải pháp ERP cho doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mô đun hóa từng phần như là các cái CRM, các HRM, các workflow, các cái KPI, đúng không nhỉ? Đấy, có rất nhiều các cái thành phần để chúng ta có thể để tạo ra từng mô đun hóa và chúng ta tích hợp. Đấy. Với namespace chúng ta cũng có cái khái niệm về namespace hệ thống và namespace người dùng. Bản thân cái .NET framework hình thành lên một cái framework như vậy là nó được tập hợp hay xây dựng bằng các cái kiến trúc về namespace. Ví dụ chúng ta có namespace collection về data, về analytics, về input output, về .NET hay là về web. Ví dụ vừa rồi chúng ta dùng các cái lớp collection thì nó được đặt ở trong một cái namespace hệ thống system.collection. Chúng ta sử dụng generic thì chúng ta có system.collection.generic, đúng không nhỉ? Hay là generic collection gì đấy. Hay bản thân chúng ta nhìn thấy là chúng ta có câu lệnh nhập xuất ở trong C#, đúng không nhỉ? Thì nó sẽ làm ở cái lớp là input output, tức là cái namespace của hệ thống là input output. Vậy thì có hai phương pháp để chúng ta sử dụng cái namespace, kể cả người dùng hay là kể cả hệ thống, đúng không ạ?
Ví dụ như là chúng ta sử dụng một cái namespace hệ thống là cái namespace có tên là system, thì lúc này chúng ta có thể dùng console.read, đúng không nhỉ? Đây là cách chúng ta gọi là cách lập trình hiệu quả. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng là system console.read, hay nói khác là bạn đang sử dụng cái phương thức read trong cái class console của cái namespace là system, đúng không ạ? Thì đây người ta gọi là cách lập trình không hiệu quả, bởi vì chúng ta phải sử dụng lại rất nhiều các cái từ khóa namespace, trong khi đó kiến trúc của C# cho phép chúng ta using namespace nào đấy. Trong Java thì là sử dụng các khái niệm về import package, trong Python, trong PHP chúng ta có khái niệm về using namespace hay là import namespace, đúng không ạ? Đó là cách chúng ta sử dụng với namespace. Trước tiên là chúng ta ở đây thầy demo một cái ví dụ đầu tiên mà cách chúng ta sử dụng đấy đi. Bạn tạo cho thầy một cái ứng dụng đơn giản trước. Đây chúng ta là buổi thứ 12 đi. Tạo một cái lab 12 lesson 12.01.name space đi, đúng không? System đi. Đó là sử dụng cái namespace hệ thống. Anh Việt có vẻ không nhỉ? Này thoát ẩn thoát hiện nhỉ? Ta sử dụng cách thứ nhất đi, đúng không nhỉ? Ví dụ như ở đây, cách thứ nhất chúng ta dùng mỗi một cái, đây là cách chúng ta là sử dụng cái namespace hệ thống, đúng không nhỉ? Namespace hệ thống là cái system. Khi ta sử dụng system như vậy thì chúng ta có thể dùng các cái lệnh như là console. Đây là using system, ví dụ như vậy. Hay là chúng ta có class console.readline, ví dụ như vậy, đúng không? Ok, start cái này đi. Ok. Như vậy thì đây chúng ta đang sử dụng đây là sử dụng cái namespace hệ thống, hay là chúng ta sử dụng một cái using system, đúng không nhỉ? Collision đi, cái chúng ta vừa học buổi trước. Cái lớp collision này hiện tại chúng ta chưa dùng gì đến nó nên nó đang bị hơi mờ hơn so với anh này. Đấy. Ví dụ như là chúng ta sử dụng một cái list chẳng hạn. List in name, đúng không? List bằng new list đây là chúng ta dùng đến generic rồi. Ta dùng array list trước đi. Array list, đúng không? New một cái array list. Ok, đúng không nhỉ? Bằng new 10, 20, 30, 40, ví dụ thế. Đấy. Thì cái này nó nằm ở trong cái namespace là collection. Ví dụ nếu chúng ta không using thì nó không có cái này để dùng. Như vậy cách chúng ta sử dụng một số các namespace hệ thống để sử dụng các cái lớp, cái đối tượng mà chúng ta sử dụng, đúng không nhỉ? Ta xem một cái ví dụ thứ hai, cách dùng thứ hai gọi là cách hai không hiệu quả đấy. Để tạo một cái project đi. Ok, lesson 12.02 namespace
tầm đi. Như cách ở đây chúng ta sẽ không sử dụng cái này, đúng không ạ? Mà chúng ta bắt đầu đây là gì? System chấm. Muốn sử dụng cái console chúng ta có ở đây, console write. Đây người ta gọi là cách lập trình không hiệu quả, đúng không nhỉ? Đấy. Hello world. Đơn giản như vậy. Ok, đúng không nhỉ? Chúng ta muốn dừng màn hình khi chạy hoặc là chúng ta chạy bằng debug đi. Ok, đúng không? À đâu, chạy cái này chứ. Start cái anh số 02. Những khái niệm này thì nó cũng khá là dễ dàng thôi, đúng không ạ? Đó là cái cách chúng ta dùng khi mà chúng ta cần đến cái anh nào chúng ta using cái đó. Phần thứ hai, chúng ta tạo nên space, cho phép chúng ta tạo các cái namespace với các cái tên thích hợp để chúng ta quản lý các struct, các class, interface, delegate hay là các cái emulation. Để tạo namespace chúng ta đặt tên như này thôi, tên namespace và các thành phần bên trong nó, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta tạo một cái namespace có tên là human resource đây chẳng hạn. Đây là namespace của chúng ta này, đúng không? Đây là name, một cái namespace chúng ta tạo ra ban đầu project này, tự sinh ra này, được chưa nhỉ? Sử dụng nó chúng ta có thể using hoặc là bạn có hai cách chúng ta vừa dùng đấy, đúng không? Chúng ta làm cái ví dụ gọi namespace custom đi cho nó đơn giản. Ok, Nation 12.03.namespace custom, đúng không? Custom. Ok, đây là namespace đúng không nhỉ? Chúng ta tạo một cái namespace ở đây thì tôi gọi là custom namespace. Chúng ta phải tạo ra file riêng, đây phải viết tập trung một chỗ thôi. Ví dụ như vừa rồi chúng ta có cái namespace là gì? Human resource, đúng không? Đơn giản như này thôi. Bên trong này chúng ta sẽ có các cái thành phần, ví dụ như class, ví dụ như interface, ví dụ như là delegate, enum, vân vân. Đấy. Ví dụ chúng ta tạo một cái interface này, I person chẳng hạn, đúng không? Cái person này của chúng ta là có một vài phương thức đi, voice, display chẳng hạn đi, đơn giản như vậy, được chưa? Chúng ta có thể tạo các class ví dụ như là person. Kế thừa từ iPerson chẳng hạn. Đấy. Ok, đúng không nhỉ? Đây chúng ta in một cái thông nội dung nào đấy thôi, console.readline .write đi, được chưa? Demo name space, đơn giản như vậy. Được chưa? Chúng ta có thể chạy main hoặc là chúng ta test ở trên này. Đây là cái cấu trúc khi ta tạo mới project nó luôn luôn có như vậy, được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta sử dụng cái namespace này, sử dụng namespace chẳng hạn như là human resource .person chẳng hạn, đúng không? P bằng new. Ok, chúng ta có p chấm display chẳng hạn. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể using trên này, những cái này chúng ta chưa dùng đến chúng ta có thể bỏ đi. Lúc này khi chúng ta tạo ra rồi thì trên project chúng ta sẽ có một cái human resource như này, đúng không ạ? Thì trên này chúng ta có thể sử dụng là person opg1 bằng new person, đúng không? opg1 chấm display. Đấy.
console.readline. Ok, đúng chưa? Đây là hai cách chúng ta sử dụng, cứ giống như là bạn sử dụng namespace hệ thống. Đây là cách để chúng ta tạo ra, ta tổ chức ra các cái lớp khác nhau. Sau này trong ứng dụng chúng ta phân chia ra rất nhiều các cái module hóa và chúng ta tạo ra các namespace. Thậm chí là các cái person ở trên mỗi một cái phân hệ nó khác nhau, person ở trên CIM nó khác, person ở trên HRM nó khác, đúng không nhỉ? Đây thì ví dụ như vậy, hoặc là bạn có thể tạo ra những cái namespace rất là thông dụng để xử lý cho các cái tình huống khác nhau. Ví dụ như dành cho cái nào về CRM ta đặt ở đây, cái nào về HRM ta đặt ở đây chẳng hạn, ví dụ thế, cho từng namespace một. Cái nào cho cái workflow chẳng hạn ta đặt ở đây, ví dụ như vậy, đúng không nhỉ? Đấy là các cái trường hợp tình huống khác nhau, đúng không? Dừng đến trường cái ca COVID ở dưới à, Mỹ Đình nhỉ, chán nhỉ, sao cứ thích kém vậy, sống chung với lũ đi thôi. Rồi ok, chúng ta chạy thử nhé. Ok đúng không, chúng ta đang gọi hai cái phương thức như vậy. Đấy là khái niệm về namespace thì nó khá là đơn giản, chúng ta chỉ đặt nó vào phân khu phân nhóm nó lại là chính thôi, và cách chúng ta dùng nó. Với namespace chúng ta cũng quan tâm đến các cái khái niệm về đóng gói, phạm vi truy cập hay là các scope của nó. Như vậy là trong C# thì định nghĩa namespace luôn là phạm vi truy xuất là public, tức là bạn không thể áp dụng các từ khóa private, protected, public, internal cho namespace được, đúng không nhỉ? Những cái này chúng ta đều phát sinh ra lỗi. Tức là bạn viết như này thì ok, nhưng nếu chúng ta lại đặt nó là public thì nó sẽ là gì? Nó sẽ không ok, đúng không? Nó sẽ thông báo lỗi ngay. Đây là mặc định nó là public, đúng chưa nhỉ? Anh Việt ra Việt của bạn không? Chắc vừa xử lý xong dữ liệu, đúng chưa? Như vậy đấy là cái mà chúng ta chú ý. Cái này thì nó không hoàn toàn đúng cho các cái ngôn ngữ lập trình khác nhau, đúng không ạ? Sử dụng với tên ngắn, tức là đây là cái cách để chúng ta có thể nói là các cái align. Ví dụ như là trong namespace lại chứa các cái namespace khác nhau, nó có rất nhiều cấp, thì chúng ta có thể sử dụng với cái tên ngắn gọn hơn, đúng không ạ? Ví dụ đây là namespace human resource, chúng ta có thể đặt cái tên nó ngắn đi, đúng không nhỉ? Ví dụ ở đây này, đây là tên đầy đủ đúng không? Đâu, tên ngắn của chúng ta đâu nhỉ? Tên ngắn là using, hay thầy thiếu một cái rồi, thôi được rồi, ta sẽ align ở phần sau. Đấy. Trong namespace chúng ta cũng có các cái namespace lồng nhau, tức là đây là tạo ra cái sự phân cấp. Bản chất là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là gì? Ví dụ đây là namespace này, bên trong này lại có một cái namespace khác này, đúng không? Đấy, bên trong namespace này lại chứa các namespace khác nhau. Đấy, ví dụ như vậy. Thì trong cái cấu trúc của chúng ta đặt nó cũng như vậy. Đây là cú pháp, ví dụ như electronic, có Sony, có Samsung, trong này có Xpai, có Galaxy, trong Electronic thì có TV,
ví dụ như thế, chúng ta tạo ra các cái namespace lồng nhau. Và khi sử dụng namespace lồng nhau thì chúng ta thấy rằng là nó được cách nhau bởi dấu chấm, đúng không ạ? Chúng ta có Samsung để chúng ta các cái cách thức chúng ta sử dụng. Đây cái cách là chúng ta sử dụng tên ngắn hơn, hay nói cách khác là sử dụng bí danh, đúng chưa nhỉ? Ta gọi là các cái airline, là cái tên tạm thời được coi như là một cái thực thể. Ví dụ ở đây bạn using namespace bằng, thì cái này là cái tên đặt thay thế cho cái tên dài này. Đây là cách mà chúng ta sử dụng khi mà các cái namespace lồng nhau này nó dài, thì người ta có thể dùng ngắn gọn như thế này, đúng không ạ? Ví dụ ở đây chúng ta thấy rằng là ta có một cái namespace là electronic.sony, viết như này nó dài, thì chúng này chúng ta sẽ đặt tên nó bằng es. Khi đặt như vậy thì bạn có thể dùng es chấm tương ứng, đúng không ạ? Đấy. Hay nói khác thì ngay trong cái phần này chẳng hạn, chúng ta vừa thấy là có cái human resource nó dài, thì chúng ta có thể using bằng cách là hr bằng, đúng không nhỉ? Thì hr bằng thì trên này nó sẽ không đặt được như này nữa, mà nó phải là hr chấm. Đấy. Bằng hr chấm, tương tự như vậy, đúng không? Đấy. Thế chúng ta thấy rằng là cách chúng ta đặt tên thì chúng ta đặt, nhưng mà cách này thì thông thường cái bí danh này chúng ta cũng không phải lúc nào cũng dùng. Sau này chúng ta mà mã hóa hay là kết code, chúng ta có thể thay đổi chúng ta dùng thì nó hợp lý hơn. Hay nói khác, khi dùng như này nó dài thì người ta chỉ cần using như này lên thì nó sẽ tiện lợi hơn, đúng không ạ? Ok, chúng ta xem một cái bài đơn giản ở trong này, sau đó chúng ta sang luôn cái phần tiếp theo. Ta làm một cái bài đơn giản namespace đi. Các bạn làm cho thầy cái bài này ngắn gọn này đi, đúng không ạ? Tạo một cái namespace store và namespace sublayer, sau là dùng nó, đúng không? Chúng ta thực hành code trong vòng ít phút nhé. Ô, bạn nào vào không ping cho thầy Giang Vũ à? Giang vừa vào à? Không ping cho thầy. Vâng ạ. Rồi chúng ta review lại qua cho thầy một chút về namespace. Chắc các bạn code khoảng độ 15 phút thôi. Chúng ta chuyển sang phần mới. Chắc phần này không khó khăn gì chứ. Đức có cô đâu? Có. Cái này chính là sau nó dễ, nhưng mà sau này lại hay dùng nhiều đấy. Giống như chúng ta chia ra các cái lô ấy, đúng không? Bố mẹ chúng ta mà để cho thừa kế khoảng độ 1000 hecta thì kiểu gì chúng ta chả chia lô, đúng không nhỉ? Phân khu, phân lô ra, khu xây giải trí, khu xây biệt thự, khu xây vân vân. Rồi các bạn code qua một chút nha, sau đó thì thầy sẽ code kỹ hơn. Mình mới nói từ thầy sẽ, thầy mình đã tặng ít thôi, ít thôi. Thầy bé em đúng không ạ? Không, thầy mình lưỡi thầy thôi. Không, thầy ạ. Không. Bình vòi thế hả em? Bình vòi là gì ạ? Bình vòi. Này. Em có biết đâu, em có đến lúc lần này đâu. Chủ tịch lại nhắn tin cho chị gái em bảo là đấy.
Hôm ba chị Hương chị bị nhắn lúc 12 giờ mất cái giấc ngủ. 12 giờ đêm. Đúng rồi. Hôm nay chị Hương chị cứ vật vờ này. Con đứng mất chuyện. Chị chào. Để nghĩ như vậy. Việc cần làm xong thì làm. Thank you.